during our first trip in an Airbnb. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Ngày hôm nay thì mình xuất hiện với một ngoại hình hơi kiểu cơ sừng làm nghề một chút, có ba cái sừng trên đầu. Thì đây là do yêu cầu của hãng gửi cho mình một cái hình muốn là mình make up như thế này để quay cái video swatch son này. Đây là một dòng son cũng mới gần nhất tới từ nhà Focalu. Dòng son này mình cũng đã vừa test qua màu trên này rồi thì màu cũng khá là đẹp. Với cả chất son thì cũng là kiểu dạng chất son bóng mà thiên về kiểu nhiều dưỡng á. Và cái thiết kế lần này thì cũng gần giống thiết kế Focalu đợt vừa rồi mình swatch gần đây nhất. Cũng trông nó cũng sang hơn so với những cái dòng trước đây của nhà Focalu. Cảm giác là brand bắt đầu kiểu chăm chút vào thiết kế hơn rồi ấy. Cái nắp màu gold như thế này thì nhìn nó sẽ sang hơn. Và phần thân son thì cũng chỉ có một chữ tên brand rất là đơn giản như thế này thôi. Ở đây thì mình có chọn ra được 5 màu son đẹp nhất để swatch cho mọi người. Và ngoài ra thì còn có thêm một cái cây son dưỡng như thế này nữa. Thì chắc là mình sẽ swatch ngay đoạn đầu tiên trước khi vào 5 cái màu son này cho mọi người xem nha. Thì mình sẽ không nói nhiều nữa, chúng ta hãy vào phần review và swatch luôn nha. Đầu tiên màu NU00 thì đây là cây son dưỡng. Bạn này thì mình thấy texture còn mỏng hơn cả các cây son bình thường, không có ấn tượng lắm so với chất son dưỡng này. Lớp dưỡng thì cũng không giữ được lâu trên môi, vậy nên là mình không recommend mọi người mua cây này nha. RD01 thì là tông màu đỏ có xíu xíu ánh hồng, khá là dễ dùng, gần như là hợp với mọi tông da và mọi undertone da. Chất son bóng thì vẫn nên là make up khi sử dụng, hoặc là da phải thật là đẹp thì mới nên dùng cùng mặt mộc nha. Bạn này thì thuộc chất son có texture mướt mịn như essence, không bị giống dạng tint lắm. Chất son này lên màu cực kỳ đậm chuẩn và dễ tán. Để tầm 1 đến 2 phút sau thì mình cảm nhận được là cái son có độ bóng tốt hơn là cái finish ban đầu. Độ bóng thì cũng khá xinh, giúp môi mình trông căng mọng tự nhiên mà lại không có cảm giác đang đánh son tint, giống như là chỉ đánh một lớp son dưỡng trên môi thôi. Cắt nào môi khô thì cứ yên tâm với chất son này nha. PK02 thì là tông màu hồng đào có chút đất khá xinh. Tông son MLBB này thì dành cho những bạn nữ nào nhẹ nhàng này, bánh bèo. Đây là một màu son lý tưởng cho các buổi hẹn hò nha. Có một điểm trừ của dòng son này đó chính là vị của son hơi ngấy ấy. Chất son có nhiều dưỡng nên là cũng không giữ được cố định trên môi, dễ chảy vào bên trong lòng môi. Vậy nên là mình hay cảm nhận được cái vị son và vị của nó thì không hề dễ chịu một chút nào. Lớp bóng của bạn này thì cũng giữ khá tốt, để tầm 1 đến 2 tiếng và sau đó thì sẽ nhạt dần trên môi. Lúc hết lớp bóng đi thì mình vẫn cảm nhận được chất son có độ dưỡng, đây là không gây cho môi của mình bị khô. RD04 thì là tông màu đỏ đất nhưng mà hơi nhiều ánh cam và có độ tươi, trông sẽ khá là tôn da. Bạn nào mà mê son đỏ đất nhưng mà vẫn thích son có độ tươi tắn ấy thì không nên bỏ qua em này nha. Về độ bám màu thì mình thấy nếu mà không ăn uống thì bạn này có thể bám được tầm 3 đến 5 giờ là căng, vì màu sẽ nhạt đi rất là nhanh sau khi lớp bóng biến mất. Còn ăn uống nhẹ hay là uống nước thì cũng sẽ bị lem da khá nhiều nha. Ăn một bữa lớn thì đương nhiên sẽ trôi hết sạch và không để lại lớp màu stem. R04 thì là tông màu cam đỏ nâu, tông màu vintage và khá hợp thời tiết mùa thu đông, mang lại cảm giác ấm áp và hoài niệm, sẽ hợp nhất với các nàng thuộc undertone da ấm nha. Về mùi hương thì mình không có ngửi được rõ mùi hương của bạn này, gần như là không có mùi, khá là khó để ngửi thấy. Vậy nên là mình nghĩ đây là một điểm cộng, vì không có mùi thì sẽ chiều lòng được hầu hết tất cả mọi người. You never look back, but do their shadows.
cuối cùng là R05. Đây thì là tông màu đỏ nâu cam siêu ấm áp mang vai mùa đông. Các dịp lễ hội cuối năm thì rất là phù hợp để sử dụng tông màu son này nha. Tổng quan về bộ son này thì mình thấy chất son là một điểm cộng. Có một số điểm trừ như là vị của son bám màu không được tốt này. Nhưng mà vì là chất son có nhiều dưỡng, vậy nên là cái độ bám màu này thì chúng ta có thể cân nhắc được. Ngoài ra thì bảng màu son thì mình thấy cũng có khá là nhiều màu. Nhưng mà do là mình chỉ search 5 màu thôi thì mình thấy cảm giác màu son vẫn chưa được đa dạng lắm. Có 3 tông màu đỏ liền và trông khá giống nhau. Link thông tin mua sản phẩm thì mình sẽ để hết dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.